Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Chào bác sĩ Minh. Một lần nữa xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Vâng thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì trước hết Vân Anh một lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về bệnh hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ Hồ Ngọc Minh đã hành nghề rất là lâu năm tại miền Nam California của chúng ta cũng như là tại San Diego, và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa quen thuộc và khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Cái chủ đề ngày hôm nay đó là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần đến thuốc giảm đau, phải không bác sĩ? Và cái loại thuốc mà ibuprofen là một cái loại thuốc rất là nhiều người dùng và cảm thấy là rất là hiệu quả trong cái việc giảm đau của mình. Thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được biết là cái thuốc giảm đau ibuprofen này nó có hại nhiều cho sức khỏe của chúng ta không bác sĩ? Thưa cô Vân Anh và thưa quý vị, không ai muốn đau hết. Mà mình có cảm tưởng như là tùy theo cái thế hệ và tùy theo nền văn hóa, chúng ta thấy rằng là có những dân tộc họ chịu đau nhiều hơn, hoặc là mình tưởng như vậy, mình nghĩ là đàn bà họ chịu đau giỏi hơn đàn ông thì đụng cái là đi uống thuốc, phải không? Nhưng mà những người đàn bà thì đau đẻ là chuyện thường, cho nên họ cái mức độ chịu đau nó khác, tức là mà giữa một người đàn bà này với người đàn bà khác cái mức độ chịu đau nó cũng khác nhau. Cho nên cái thuốc giảm đau nó trở thành rất là thông dụng, nghĩa là hiện tại nó chỉ có, nói chung là nó chỉ có hai loại thuốc giảm đau mà chúng ta thường hay sử dụng nhiều nhất, có thể làm hàng tỷ người trên toàn thế giới sử dụng thuốc giảm đau mỗi ngày. Thứ nhất đó là thuốc Tylenol và thứ nhì là thuốc ibuprofen, nó ngang ngửa không thua gì thuốc Tylenol. Thì hôm nay chúng ta sẽ chú trọng hơn đến cái chuyện là cái lợi và cái hại của thuốc ibuprofen. Thưa bác sĩ, cái thuốc ibuprofen đó là nó là thuốc giảm đau mà nó có vẻ là nó nặng hơn thuốc Tylenol, phải không bác sĩ? Và ngày xưa thì Vân Anh được biết là phải có toa bác sĩ, nhưng mà bây giờ thấy là ở ngoài pharmacy cũng có bán. Dạ vâng, cái thuốc ibuprofen đó thì nó cho dễ hiểu là nó thuộc vào một cái nhóm, nói chung người ta gọi là NSAID, tức là non-steroidal anti-inflammatory drug. Tức là những cái thuốc là chống sưng, nó cái gì hiệu dịch nghĩa là những thuốc chống viêm sưng. Thì trong cái nhóm đó tiêu biểu đó là nó có là thuốc ibuprofen, rồi nó có những cái thuốc aspirin chẳng hạn cũng thuộc trong nhóm đó, hay là thuốc Aleve. Thì cái thuốc mà ibuprofen đó thì nó được bán dưới nhiều cái brand name khác nhau, ví dụ Advil chẳng hạn, hoặc là nhiều khi người ta chỉ bán dưới cái tên generic là ibuprofen. Quý vị vô ở trong Costco là thấy đầy hết là ibuprofen, là vì thực sự ibuprofen là cái tên generic của nó. Hồi xưa đúng cô Ngân nói đúng, tức là khoảng năm 1969 là thuốc mới được chế tạo ra đời và được bán ở bên Anh Quốc. Người Mỹ bao giờ cũng chậm hơn, họ rất là cẩn thận, cho tới năm 1974-75 mới cho được bán ở Mỹ và phải cần toa bác sĩ. Cái toa bác sĩ đó phải viết toa bác sĩ cho mãi tới khoảng năm 1985-86 thì người ta mới cho chút đỉnh gọi là bán ở không cần toa bác sĩ. Nhưng những cái trường hợp đó nó cũng gọi là giống như đặc biệt, giống như bây giờ người ta cho bán cần sa vậy, tức là cần sa chỉ cho hút khi nào mà gọi là chữa bệnh thôi. Thì đại khái là cái tương tự như vậy cho mãi tới gần tới khoảng năm 1990 thì mới thực sự ra là bán đầy trên thị trường. Cái liều lượng mà người ta bán không cần toa bác sĩ đó là khoảng là 200 mg, uống một ngày 2 lần. Thực sự ra thì khi mà cần toa bác sĩ đó thì bác sĩ đa số họ sẽ viết cái liều lượng cao hơn chút xíu, có khi là 400 mg ngày 3 lần, hoặc là có khi cao cho mức độ là 800 mg ngày 3 lần. Tức là cái liều lượng nó gấp 3, gấp 4 lần. Nó vẫn an toàn không sao hết, với một điều kiện là chúng ta sử dụng ngắn hạn. Nếu mà cái nghiên cứu cho thấy là cho dù mình dùng ít hay dùng nhiều đi nữa, nhưng mình dùng mỗi ngày trong vòng 30 ngày thì đó là có cái chuyện phản ứng phụ có thể xảy ra. Dạ vâng. Thưa bác sĩ cho Vân Anh hỏi là khi mà bác sĩ cho toa đó thì là cái liều lượng từ 600mg cho đến 800mg. Còn khi mà mình ra ngoài tiệm thuốc mà mua đó, không cần toa bác sĩ đó, thì 200mg. Như vậy thì mình uống 4 viên 200mg nó có bằng một cái viên mà bác sĩ cho toa 800mg bác sĩ. Đó là cái chuyện mình muốn nói, cái bí mật là nó y chang như vậy. Đó là cái vấn đề. Right. Cho nên nhiều người bệnh nhân họ lạm dụng, họ uống nhiều mà họ không biết nha. Trên thực tế là nó y thuốc đó cũng y hệt như vậy, không có khác gì hết. Chỉ có điều là khi bác sĩ cho toa thì người ta cũng nói là người dược sĩ họ nói là bác sĩ cho liều lượng cao thì tôi mới cho dám cho bạn cái liều lượng cao như vậy. Nhưng mà trên thực tế nếu mình muốn uống 800mg mà bây giờ tức là mình uống 4 viên một ngày 2 lần 3 lần thì nó cũng vậy thôi. Thực sự ra nghiên cứu nó cho thấy rằng là có thể an toàn dùng thuốc là tổng cộng là 2.400mg mỗi ngày, tức là 800 ngày 3 lần và có thể cao tới độ là 3.200, tức là mình có thể uống nhiều hơn nữa. Nhưng mà điều đó để mà nói với quý vị biết là không nên gọi là lạm dụng và mình nói bác sĩ mình bữa nay nói là có thể uống cao như vậy là quý vị về là uống gấp 3 gấp 4 lần. Vì khi cái liều lượng mà lên như vậy là phải có sự gọi là hướng dẫn của bác sĩ. Thì khi nào cho dù là không cần toa nhưng bác sĩ nói có thể uống cao như vậy thì mới được uống. Dạ vâng. Và bác sĩ nói là cho tới cái lúc nào là mình cảm thấy là nó nhiều tới mức độ là có hại cho cơ thể bác sĩ? Ok, thì bây giờ mình nói cái chuyện là lý do tại sao mà cái mức độ là còn có hại tới cơ thể. Cái vấn đề là cái mức độ có hại tới cơ thể nó đi từ từ, có khi mình không nhận biết thưa cô Vân Anh. Và nó có thể thay đổi theo từng cá nhân, mình không nhận biết. Để mình đi vô cái lý do tại sao là vì cái thuốc trước tiên là cái nguyên tắc tại sao cái thuốc giảm đau này nó hiệu quả là vì nó chống lại một cái chất gọi là chất prostaglandin. Nó tên là cái chất prostaglandin này đó nó được sản xuất ra bởi một cái gọi là một chất xúc tác khác, nó gọi là COX, ok, giống như COX cable nó chỉ dễ hiểu. Thì cái thuốc mà ibuprofen và tất cả những loại thuốc như aspirin này nọ đó thì nó tìm cách nó khống chế cái COX này để cho đừng có bị đau nữa và đừng có bị sốt này nọ nha. Nhưng mà có cái khổ đó là những cái chất mà được sản xuất ra bởi cái COX này nó có những cái nhiệm vụ khác là nó bảo vệ cái bao tử mình nó không bị loét. Vì nên nhớ, quý vị nên nhớ là trong bao tử mình nó cái độ axit nó có thể tiêu hủy được một cái đinh nếu mình nó đủ sức để mình giả sử mà mình dùng hết axit trong bao tử mình mà mình ngâm một cái đinh trong đó nó cũng đủ sức để tiêu hủy. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là quý vị nuốt cái đinh vào bụng nha. Nhưng mà cái điều đó có nghĩa là làm sao để mà cái bao tử mình nó không bị lở loét. Nếu mà cái lượng bao tử nó như vậy thì lượng axit nó như vậy thì gọi là cái cơ thể nó tiết ra cái chất gọi là prostaglandin. Cái chất này nó bảo vệ cái màng bao tử mình không bị hủy diệt bởi cái gọi là cái chất axit. Thì bây giờ ngược lại nếu mà quý vị uống thuốc như vậy thì nó cũng giảm cái chất bảo vệ đó đi thì cái chuyện gì xảy ra đó là tại sao mình có thể bị loét bao tử, mình có thể ói ra máu hoặc là tiêu ra máu mà mình không biết hoặc là từ từ mình không để ý. Là vì khi mình uống thuốc gọi là cái thuốc ibuprofen lâu ngày thì mình có thể bị loét bao tử là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai là mình mới để ý thôi, tức là mới đây những nghiên cứu mới người ta mới để ý thôi. Còn lúc trước là cái chuyện mà chảy máu đường ruột là chuyện ai cũng biết rồi, là vì người ta thấy ói máu ra là người ta biết. Nhưng mà những cái gọi là phản ứng vụ khác nó từ từ mà người ta không biết, đó là thứ nhất đó là những người uống thuốc ibuprofen kinh niên nó có thể bị cao huyết áp mà không biết, tức là huyết áp nó từ từ nó tăng cao mà mình không biết. Đó là một lý do tại sao vì cái chất mà nó sản xuất ra từ cái prostaglandin này đó nó cũng có tác dụng làm cho mạch máu mình nó đàn hồi, nó co giãn. Thì khi mình uống cái ibuprofen thì cái mạch máu nó không co giãn, nó cứ cứng như vậy thì cái máu nó chảy qua như vậy thì nó làm tăng cái áp suất. Thì lâu ngày thì dĩ nhiên là mình sẽ bị cao máu kinh niên. Và có khi nó làm cho mình bị suy tim mà mình không biết. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là tác dụng của thuốc giảm đau ibuprofen và những cái tác hại nếu mà chúng ta xài uống quá nhiều. Thưa bác sĩ, như vậy nếu mà có những người họ bị những bệnh đau mà cứ phải uống thuốc ibuprofen hoài thì có cái cách nào thay thế không bác sĩ? Thực sự ra là cái quan trọng là mình phải tìm cái nguồn gốc của cái bệnh đau để mình giải quyết, chứ mình không thể nào nói là mình cứ thấy đau là mình uống. Cái đau đó là nó có những cái gọi là lý do tại sao nó đau, mình phải tìm hiểu cái nguồn cội của chuyện mình đau của mình nha. Nhưng mà dĩ nhiên là mình vô cái chi tiết là giả sử là mình đau là vì mình bệnh ung thư chẳng hạn, thì những cái đó có khi mình phải nói bác sĩ, họ sẽ có những cái loại thuốc khác nó an toàn hơn, bác sĩ sẽ biết là những cái loại thuốc nào mà nó an toàn hơn là mình phải uống ibuprofen kinh niên, hoặc là mình bị thấp khớp, bị phong thấp, để mình vô chi tiết khác chút xíu. Vì trong những cái loại thuốc mà giảm đau nó tuy là nó có nhiều loại khác nhau, quý vị ra ngoài sẽ thấy là Aleve này nọ, tại sao nó khác giữa Aleve với lại Tylenol với lại ibuprofen chẳng hạn, vì mỗi thuốc nó giảm đau một cách khác biệt. Ví dụ như thuốc Tylenol nó giảm đau là nó giảm nhức đầu thôi, nhưng mà cái chuyện mà giảm đau bắp thịt thì nó không có hiệu quả cho lắm. Còn cái thuốc mà ibuprofen thì nó giảm đau về bắp thịt nhiều hơn, hoặc là thuốc Aleve thì nó giảm đau về xương cốt nhiều hơn chẳng hạn. Nên mình uống đúng cái thuốc như vậy đó thì mình sẽ có hiệu quả hơn và mình không bị phản ứng phụ, ít bị phản ứng phụ. Thưa quý vị, rồi một cái tác dụng khác cũng rất là quan trọng, tác dụng phụ của thuốc ibuprofen đó là nó có thể làm hư thận. Thưa quý vị, là vì quý vị tưởng tượng rằng là hai trái thận của chúng ta nó thực sự nó là một cái hệ thống máu rất là li ti trong đó. Khi mà cái máu nó chảy qua cái hệ thống lọc như vậy đó, mục đích của nó là khi nó chạy qua cái mạch máu li ti như vậy thì cái chất cặn đó nó được thải ra thành nước tiểu, và những cái gọi là máu nó tiếp tục nó sẽ trở lại về tim. Thì nó giống như là trường hợp chúng ta nói hồi nãy, tức liên hệ tới chuyện mà suy tim, thì khi cái thuốc ibuprofen là khi ta dùng lâu ngày đó thì những cái mạch máu li ti nó bị co trở lại, nó có co trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra, tức là máu nó không chảy qua được nhiều và dĩ nhiên là nó sẽ bị suy thận, tức là chúng ta không giải độc được. Và thêm một phần nữa là chính những cái hệ thống máu ở trong cái trái thận, nó ngoài cái công việc nó lọc máu, nó còn có cái tác dụng khác là chính nó cũng góp phần vào việc kiểm soát cái gọi là cái áp suất máu. Vì thế cho nên thêm một lý do khác nữa, khi mà chúng ta uống ibuprofen mà lâu năm nó có thể làm chúng ta suy thận và bị cao huyết áp. Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay qua đề tài là lợi và hại của thuốc giảm đau ibuprofen. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe và đời sống lần sau.